Xin kính chào quý vị và các bạn. Phía trước các bạn đây là khu vực công trường đang tiến hành xây dựng dự án cải tạo và nâng cấp đường 37 trên địa phận của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2. Và đây cũng chính là cái nút giao giữa đường 37 mới và đường 37 cũ trên địa phận của xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Giai đoạn 2 của cái đường 37 thì chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là từ khu vực cầu vượt sông Hóa đến đường trục và xã Cao Minh. Đoạn này thì vẫn chưa triển khai giai đoạn 2 cho nên là video này mình không cập nhật. Còn cái đoạn thứ hai là từ khu vực xã Vĩnh Long đến xã Tăng Thủy. Phía trước các bạn đây là khu vực xã Vĩnh Long đến xã Tăng Thủy. Đoạn này thì có cái tổng chiều dài là khoảng 1,43 km. Đoạn này sẽ tiến hành mở rộng mặt đường hiện hữu từ 7m lên 11m và nền đường sẽ được mở rộng lên 13m. Dự án cải tạo và nâng cấp đường 37 qua địa phận của thành phố Hải Phòng được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và giao cho Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư. Và dự án này có cái tổng chiều dài là khoảng hơn 11 km. Và trên tuyến này được xây dựng 2 cây cầu và 5 nút giao. Và dự án này có cái điểm đầu là tại khu vực xã Cao Minh, kết nối với đường dẫn dự án cải tạo đường 37 qua địa phận của tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa. Còn điểm cuối của dự án này là tại khu vực xã Vĩnh Long và kết nối với đường 37 đi tỉnh Hải Dương. Và dự án này được khởi công vào cuối năm 2021. Và để đảm bảo khai thác hiệu quả của cái dự án cải tạo và nâng cấp đường 37 trên địa phận của thành phố Hải Phòng thì đến tháng 10 năm 2022 thì Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành điều chỉnh dự án giai đoạn 2. Bổ sung đoạn thứ nhất là từ khu vực xã Cao Minh đến khu vực cầu Va Sông Hóa. Đoạn này thì có cái tổng chiều dài là khoảng 2,2 km. Tại đoạn này sẽ mở rộng mặt đường rộng 6m. Và đoạn này do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư và đã hoàn thành nên thành 11m. Và mở rộng nền đường từ 7m lên thành 12m và đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy mô của đường cấp 3 đồng bằng. Còn cái đoạn thứ hai là từ khu vực xã Vĩnh Long đến Tăng Thủy. Đoạn này thì có cái tổng chiều dài là khoảng 1,43 km. Và mở rộng mặt đường hiện hữu từ 7m lên 11m và nền đường là rộng 13m. Dự án cải tạo đường 37 qua địa phận của thành phố Hải Phòng giai đoạn 1 từ xã Cao Minh đến xã Vĩnh Long thì về cơ bản mặt đường đã được áp phan nhựa lần 2. Và hiện tại thì các cái đơn vị thi công và các cái chủ đầu tư đang tiến hành hoàn thiện nốt các cái hạng mục còn lại trên cái tuyến này. Còn cái giai đoạn 2 thì có cái tổng chiều dài là khoảng 3,63m chia làm hai đoạn. Vẫn đang trong cái quá trình thi công. Và theo đúng cái tiến độ thi công dự án thì đến cuối năm nay thì cái giai đoạn 2 này sẽ được hoàn thành. Và sẽ tiến hành thông xe toàn tuyến đường 37 trên địa phận của thành phố Hải Phòng theo đúng cái dự kiến của cái tiến độ này.